sau khi xem cháu tập luyện và biểu diễn thì chúng tôi là những nhà chuyên nghiệp thấy rằng là đây là một phương thức rất là tốt, một phương thức mà đào tạo huấn luyện để cho những trẻ em mà có những cái thiệt thòi về trí tuệ cũng như về nhận thức, nhưng phương pháp biết sử dụng cái bất lợi biến thành cái lợi để đào tạo cho các em các cháu, như đây là một cái điều tuyệt vời. Thực ra những cái con người bình thường để mà tập được như thế này cũng là cả một sự kỳ công, vô cùng kỳ công mới có thể tập luyện được, và phải có những cái khả năng bẩm sinh. Thì các cháu tuy có thiệt thòi nhưng các cháu lại tập trung được, và cái tập trung đấy thì các thầy, các nhà huấn luyện đã biết lấy cái thế mạnh của các cháu để đưa vào trong đào tạo. Như vậy là các cháu giải tỏa được cái năng lượng thừa nó gây lên những cái ức chế, nhưng mà nó lại phát ra được những cái tài năng, nó thể hiện được ở trong cái biểu diễn của các cháu. Nếu một người bình thường mà để một cái thăng bằng đa chiều rồi lại phải làm những cái tung nữa, thì đây là một cái chuyện là cái thần kinh của chúng ta phải phân tâm và phải biểu diễn nó phải tập luyện rất là ghê, và có một cái thần kinh rất thép mới có thể làm được. Nhưng đối với các cháu thì đặc biệt là vừa rồi xem các bạn đi diễn thì thấy rằng là cháu rất là ổn định về thần kinh, về tinh thần để có thể làm được. Thì chúng ta thông qua cái này thì tôi thấy rằng là chúng ta lại được hai việc. Việc thứ nhất là giải phóng được cái năng lượng thừa mà nó tạo lên những cái bức xúc, hoặc nó tạo những cái gì đó để cho các cháu không kiểm soát được, thì đưa nó thành cái năng lượng tốt, đưa nó vào để làm được những thành tài năng. Với những cái chương trình như thế này thì không những để cho các cháu được tốt, thì tôi nghĩ rằng là đối với các cái gia đình mà có những cái các cháu như thế này cũng sẽ được hưởng, sẽ được rất là tốt. Bởi vậy nên là mong rằng một chương trình này nó sẽ được đạt được nhiều cái mong muốn xã hội do chính các cháu và do gia đình các cháu. Đây là một cái phương pháp mà tôi nghĩ rằng là cần phải nghiên cứu kỹ, cần phải thành bài bản và có thể lan tỏa được cho rất nhiều các em để cùng tham gia, để cùng biểu diễn thì rất tốt. Hy vọng rằng một ngày không xa chúng ta sẽ có những đội, những chương trình biểu diễn do chính những tài năng nhí này, do những tài năng mà thiệt thòi này sẽ biểu diễn một cách rất tuyệt vời, mà ở trên thế giới, ở bên Trung Quốc, ở bên Bắc Triều Tiên và một số các nước khác họ đã có những cái chương trình như thế này. Thì tôi hy vọng rằng là Việt Nam chúng ta sẽ cũng có chương trình như thế này. Chúc cho các cháu luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn tiến tới và sẽ gặt hái được nhiều thành công. Chúc cho các nhà đào tạo, chúc cho những cái thầy, những người đã bỏ công bỏ sức để đi theo những cái này thì làm tốt cho xã hội. Xin cảm ơn.